68 Kinh Nalaka Pana Nalaka Pana Sutam Tương đương Sa Kê Đế Tam Tộc Tánh Tử Kinh Đức Phật khen ngợi và khích lệ những người đi tu vì lý tưởng cao quý, giữ giới hạnh, tu thiền định, đạt trí tuệ nhằm giải phóng khổ đau của bản thân và mang lại hạnh phúc cho tha nhân. Đức Phật xác quyết rằng chỉ vì muốn mang lại lợi ích cho con người, Đức Phật nói về cảnh giới tái sanh lành của Tăng Ni và Phật tử sau khi qua đời. 69. Kinh Goliyani Goliyani tam Tương đương Cù Ni Sư Kinh Tôn giả Sariputta dạy 17 yếu tố giúp người tu ở rừng hay thành thị trở thành bậc chân nhân và thánh nhân. Gồm 1. tôn trọng đồng tu, 2. khiêm tốn và nhường nhịn, 3. không vào làng quá sớm, không trở về quá muộn, 4. không đến gia đình trước và sau buổi ăn, 5. không dao động thân, 6. không nhiều chuyện, 7 làm người bạn tốt, dễ góp ý. 8. Hộ trì các giác quan. 9. Tiết độ trong ăn uống. 10. Chú tâm. 11. Tu tinh cần, tinh tấn. 12. Chánh niệm, tỉnh giác. 13. Tu thiền định. 14. Có trí tuệ. 15. Tu thắng pháp, thắng luật. 16. Tu tịch tịnh giải thoát. 17. Tu pháp thượng nhân. 70. Kinh Kitagiri. Kitagiri suttam. Tương đương A à Thấp Bối kinh. Nhân dịp nói về lợi ích của việc không ăn phi thời, Đức Phật khuyên người tu nên tinh tấn tu học và an trú vào hạnh phúc do dứt các pháp bất thiện. Nhờ đó, người tu tập chứng quả thánh bằng 7 cách. 1. Câu phần giải thoát 2. Tuệ giải thoát 3. Thân chứng 4. Kiến đáo 5. Tính giải thoát 6. Tùy pháp hành 7. Tùy tính hành 71. Kinh Ba Minh Phát Trà Cơ Tevisa Vachagota Sutang. Đức Phật cho rằng những gì mà Ngài đạt được thực chất là ba tuệ giác, tam minh, gồm tuệ giác quá khứ của bản thân, tuệ giác về tái sinh của hữu tình và tuệ giác về sự chấm dứt khổ đau trong hiện tại. Đồng thời, Đức Phật khẳng định trí biết hết mọi thứ, nhất thiết trí, trong lúc thức và lúc ngủ, nếu không có tác ý hướng tâm đến đối tượng là không có thật. Giải thoát, theo Đức Phật, thực chất là giải thoát tâm khỏi trói buộc, tâm giải thoát và giải thoát bằng trí tuệ, tuệ giải thoát. 72. Kinh Agi Vachagotta Agi Vachagotta Suttam Đức Phật chủ trương không mất thời gian trả lời các câu hỏi siêu hình, các câu chuyện hí luận. Để đạt được sự ly tham giác ngộ và giải thoát. Đức Phật hướng dẫn kỹ năng vượt qua các ảo tưởng về ngã, ngã sở hữu, ngã tùy miên đối với bản thân và mọi sự vật trên đời. bậc giác ngộ sau khi chết cũng như hiện tượng củi hết lửa tắt, không thể truy tìm được hướng đi. 73. Đại kinh Vajragrutta Maha Sutta. Nhờ lắng nghe Đức Phật truy nguyên nguồn gốc của khổ đau từ tham ái, giận dữ, si mê và khích lệ từ bỏ mười nghiệp bất thiện, giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói láo, nói chia rẽ, nói thô ác, nói phù phiếm, tham, sân, tà kiến. Du sĩ Vajragottasuttam trở thành tăng sĩ, tu tập chân chánh, chứng đắc thánh quả. 74. Kinh Trường Trảo Diga Nakha tâm Chứng minh tác hại từ thuyết hoài nghi của ngoại đạo Trường Trảo, Đức Phật hướng dẫn quán vô ngã đối với thân, từ tinh cha, trứng mẹ, được phối hợp bởi đất, nước, lửa, gió, thân và ba loại cảm xúc khổ đau, hạnh phúc, trung tính đều bị vô thường chi phối, bị đoạn diệt, bị hủy hoại, cũng là vô ngã và bị vô thường chi phối. Để giải thoát, không nên chấp thủ thân, cảm xúc, không chấp thủ danh từ và mọi thứ trên đời. 75. Kinh Magandiyah Magandiya xuất tâm Tương đương tu nhàn đề kinh Phân tích sự nguy hiểm và tác hại của thuyết hưởng lạc đối với năm dục lạc. Đức Phật giải thích giá trị của hạnh phúc do tu thiền, thiền lạc, bằng ảnh dụ hạnh phúc cõi trời cao hơn hạnh phúc cõi người và sự đỡ ngứa do cao vết thương. Đức Phật khẳng định dục lạc sẽ thiêu đốt con người trong bất hạnh về lâu dài Tu bốn cấp thiền định Giúp con người trải nghiệm hạnh phúc sâu lắng Kết thúc khổ đau 76. Kinh Sandaka Sandaka tâm Dựa vào lời Đức Phật Tôn giả Ananda bác bỏ bốn tà thuyết Một, thuyết vô hành Hai Thuyết vô nhân quả, 3. Thuyết định mệnh, 4. Thuyết luân hồi tịnh hóa. Đồng thời nói rõ tác hại của bốn thuyết bất an. một Ngụy biện về toàn trí. 2. Xem truyền thuyết là chân lý. 3. Giỏi biện luận theo tư biện khi này khi khác. 4. Ngụy biện như con lương. Đồng thời Tôn giả khuyên mọi người tu chánh đạo, dứt năm trói buộc tâm, tu tập thiền định, đạt trí tuệ, kết thúc khổ đau. 77. Đại Kinh Sakuludaji Maha Sakuludaji Suttam Tương đương tiễn mau kinh Đức Phật chia sẻ lý do nhiều người tu học theo Ngài là do ngài đạt được sự tối thượng về giới đức, thuyết pháp với thắng trí, trí tuệ biết rõ người và mọi việc, dùng tứ thánh đế vượt qua khổ đau và hướng dẫn tu tập bốn chánh niệm, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác ngộ, tám chánh đạo. 78. Kinh Samanamundika sama namundika suttam tương đương ngũ chi vật chủ kinh phân tích giới hạn của thuyết không làm ác không hành nghề ác là thiện tối thượng đức phật dạy tiêu chuẩn của bậc chân tu gồm biết rõ thiện ác từ tư duy đến hành động nghề nghiệp và tu tập tu tập bốn tinh tấn để nhổ lên gốc trễ của nghiệp và lối sống bất thiện là tham, sân, si và chấm dứt dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng. Tu tập bốn thiền định và hoàn thiện tám chánh đạo giúp người tu trở thành bậc chân tu, đạt được chánh trí và giải thoát. 79. Tiểu Kinh Sakulu Daji Chulasa Kulu Daji Sutang Tương đương tiễn mau kinh phủ định thuyết toàn tri trong tri thức và ngũ của ni kiền tử đức phật dạy thuyết tương duyên về sự sinh diệt của con người và vạn vật phật liệt dẫn các loại ánh sáng gồm ánh sáng đom đóm đèn cày đuốc đống lửa lớn ngôi sao mặt trăng rằm mặt trời đứng bóng và cho rằng ánh sáng trí tuệ là tuyệt vời nhất để chứng đắc tam minh, tức trí tuệ của bậc giác ngộ, con người cần tu đạo đức và bốn thiền định, nhờ đó kết thúc khổ đau. 80. Kinh Vekhanasa. Vekhanasa Sutang. Tương đương Bảy Mana tu Kinh. Giống kinh 79, đề cao giá trị của trí tuệ vượt lên trên các loại ánh sáng. Đức Phật hướng dẫn kỹ năng vượt qua thói quen hưởng thụ năm dục lạc, sắc, thanh, hương, vị, xúc, dễ chịu, hấp dẫn. Hoàn thiện đạo đức và thiền định, chặt đức năm trói buộc tâm, đạt giác ngộ và giải thoát. 81. Kinh Gatikara Gatikara Suttam Tương đương Bệ Bà Lăng Kỳ Kinh không nhận lời thỉnh cầu cúng dường của vua Kiki vì đã nhận lời của người thợ gốm. Đức Phật gián tiếp khích lệ mọi người cần đạt được sáu ưu việt như thợ gốm. Một, không phiền não nếu bị từ chối. Hai, quy y tam bảo và giữ năm đạo đức. Ba, chánh tín với Phật Pháp, không hoài nghi về bốn chân lý thánh. Bốn, sống theo thiện pháp, tiết độ ăn uống. 5. Hiếu kính cha mẹ già. 6. Chứng quả bất hoàng. 82. Kinh Ratha Pala. Ratha Pala Tương đương lại tra Hòa La kinh. Câu chuyện thanh niên nhà giàu có nhờ tuyệt thực đã thuyết phục thành công cha mẹ cho đi tu khi về thăm lại gia đình vị tăng sĩ này chia sẻ lý tưởng xuất gia do thấy rõ một cuộc đời vô thường hai mọi thứ vô hộ và vô chủ ba vô ngã và vô sở hữu bốn con người bị chi phối bởi lão suy bệnh suy tài suy thân suy nhưng nếu làm bậc chân tu chúng ta không chỉ tạo hạnh phúc cho mình mà còn cứu độ nhân sinh. 83. Kinh Mahadeva deva xuất Tam Tương đương Đại Thiên Nại Lâm Kinh Phật nhắc tích truyện kiếp quá khứ khi Ngài là vua Makha-Deva của Mithila, quản trị đất nước theo pháp quyền và chánh pháp sống chuẩn mực về đạo đức theo truyền thống cao quý. Trao ngai vàng cho con, vua xuất gia vì lý tưởng độ sinh, tu trọn vẹn từ bi, hỷ, xả. Khi chết, được sinh trên cõi trời 33. Này Đức Phật lập truyền thống tâm linh mới, đưa đến ly tham, chấm dứt khổ đau, chứng đạt thượng trí, giác ngộ, giải thoát cho nhiều người. 84 Kinh Madura Madura Suttam Dựa vào các nguyên lý bình đẳng của Phật, tôn giả Maha Kachana, Đại ca Chiên Diên, đã phân tích sự vô nghĩa của chủ nghĩa giai cấp Ấn Độ bằng các luận chứng bình đẳng rất sâu sắc và vững chắc, gồm bình đẳng pháp lý, bình đẳng nhân quả, bình đẳng đạo đức và bình đẳng tu chứng. 85. Kinh Vương tử Bồ đề. Bodhiraja -ku Raja Kumara Bài kinh phân tích về hai quan điểm hạnh phúc của Ấn Độ giáo và Phật giáo. Nếu Ấn Độ giáo cho rằng hạnh phúc có được do thực hành khổ hạnh thì ngược lại, Phật giáo khẳng định hạnh phúc có được do sự chuyển hóa tâm thức. 86. Kinh Angulimala Angulimala Suttam Bài kinh khẳng định con đường giác ngộ rộng mở với tất cả mọi đối tượng khi sự hồi đầu có mặt. Sự hồi đầu trong bài kinh này bắt đầu bằng sự ngạc nhiên đối với triết lý dẫn đến chuyển hóa các nghiệp xấu. 87 Kinh Ái Sanh Pia Jatika Suttam Tương đương Ái Sanh Kinh Cái chết được khẳng định như một quy luật. Thái độ tiếc thương của người thân đối với người đã khuất không làm cho người thân sống lại. Thương tiếc người thân là gốc rễ của sầu, bi, khổ, ưu, não. 88. Kinh Bahitika. Bahitika Suttam. Tương đương Bệ Ha đề kinh. Đạo đức của người tu được đánh giá từ các hành vi của thân, biểu đạt của khẩu hành và ý niệm mang lại lợi lạc cho mình và người. Có giá trị xây dựng và chuyển hóa, không bận tâm về sự đền đáp của tha nhân. Vô ngã trong đạo đức chính là giá trị đạo đức bậc nhất mà người tu hành cần thực hiện toàn mãn. 89. Kinh Pháp Trang Nghiêm. -tăng. Tương đương Pháp Trang Nghiêm Kinh. Thông qua chuyện đời tự kể của vua Pasenadi về lý do theo Phật, bài kinh giới thiệu các giá trị của đạo Phật. Theo đó, con người quay về nương tựa đạt được các giá trị tâm linh, đạo đức, an lạc và giải thoát. 90. Kinh Kanna Kathala Kanna Kathala Suttam Tương đương nhất thiết trí kinh Đức Phật xác minh rằng Ngài không chấp nhận khái niệm toàn tri là biết mọi thứ, trong mọi lúc và trong mọi thời. Nhân đó, Phật thuyết minh về thuyết bình đẳng tâm linh trong các giai cấp, giá trị tinh tấn trong thành công và chứng đắc. Giá trị của tâm không não hại có thể giúp cho con người phát triển hạnh phúc và bình an. 91. Kinh Brahmayu Brahmayu Suttam Tương đương Phạm Ma Kinh Từ niềm tin rằng nhân tướng của một con người thể hiện nhân cách của người đó. Các bà La Môn đã đến với Đức Phật và trở thành đệ tử của Ngài. Nếu bà La Môn giáo nhấn mạnh về nhân tướng, thì Phật giáo nhấn mạnh về nhân cách thông qua sự huấn luyện các oai nghi tế hạnh. 92. Kinh Sê-la Sê-la xuất tâm Bài kinh giới thiệu nghệ thuật chia sẻ phước duyên với người thân. Khi gặp được Phật Pháp, ta nên có trách nhiệm chia sẻ và lan truyền giá trị tâm linh, hạnh phúc đến với mọi người. Đây chính là cách giúp đỡ người thân có ý nghĩa và giá trị. 93. Kinh Asalayana Asalayana Suttam tương đương Phạm Chí A à Nhiếp Hòa Kinh. Thông qua sự phân tích về gen di truyền, quyền lực kinh tế, giá trị nhân phẩm đạo đức, hôn nhân dị chủng và các nhu yếu hàng ngày, Đức Phật đã chứng minh rằng niềm tin về sự thanh tịnh và độc tôn của giai cấp bà La Môn chỉ là sự rỗng tuếch, không có căn cứ. 94. Kinh Gotamukha, Gotamukha xuất tăng. Sự quy ngưỡng của tín đồ đối với người xuất gia thường gắn liền với đức hạnh và giá trị tâm linh của vị ấy. Nếu có nhiều người làm mất niềm tin của quần chúng, thì cũng có những người mẫu mực, đáng quy ngưỡng và phát tâm. 95. Kinh Chanki Chanki Suttam theo Đức Phật, chân lý đích thực không bao giờ là sự phiến diện, độc đoán một chiều. Nghệ thuật khám phá, hộ trì và chứng đạt chân lý không gì khác hơn là sự hành trì chân lý. 96. Kinh Esukari Esukari Sút Tam Tương đương, uất xấu ca la kinh Nếu đạo bà la môn do dựa vào chủ nghĩa giai cấp, bắt buộc giai cấp vua chúa, thương gia và nô lệ phải phục vụ giai cấp bà La Môn, thì Đạo Phật cho rằng người có đạo đức, trí tuệ, thích bố thí, không giận dữ, tu tập pháp lành mới thực sự đáng được phụng sự. 97. Kinh Dananjani Dananjani Suttam Tương đương phạm chí đà nhiên kinh phần lớn các hành động phi pháp của con người phát xuất từ động cơ thỏa mãn các nhu cầu hưởng thụ bản thân nhưng khi chịu hậu quả thì con người đổ lỗi cho người thân và hoàn cảnh bắt buộc vì nhân duyên nào đó một hành động xấu đã được gieo sẽ đẩy người đó vào tù ngục biết vậy con người cần nỗ lực chuyển hóa nghiệp duyên để hạnh phúc hôm nay và tươi sáng đời sau. 98. Kinh Vasettha. Vasettha tâm, Tương đương kinh tập. Bài kinh giới thiệu hai quan điểm trái ngược về khái niệm Bà La Môn. Nếu quan niệm truyền thống cho rằng Bà La Môn là người sinh ra từ gia đình Bà La Môn thuần chủng bảy đời, thì quan niệm cấp tiến cho rằng bà La Môn là người có giới hạnh. Vượt lên trên hai quan điểm này, Đức Phật đã mang lại nội dung mới cho bà La Môn. Khi so sánh bà La Môn với thánh nhân trong Phật giáo. 99. Kinh Suba. Suba tâm Tương đương Anh Vũ Kinh. Bài kinh phân tích sự giống và khác giữa người tại gia và người xuất gia về phương diện hành động và nghề nghiệp. Nếu người tại gia tạo ra giá trị sản lượng thì người xuất gia tạo ra giá trị tâm linh. Mặc dù không hình thù, vóc dáng, các giá trị tâm linh có thể cứu giúp con người giải quyết khổ đau. 100 Kinh Sangharava Sangharava Suttam. Bài kinh phân tích về sự khác biệt giữa niềm tin tâm linh và sự thật tâm linh trong thế giới tôn giáo. Các chất liệu và giá trị tâm linh chỉ có thật khi nó thích ứng với thực tế và nó phục vụ tích cực cho cuộc đời. 101. Kinh Devadaha. Devadaha Suttam. Tương đương Ni kiền Kinh. 102 Kinh 5 và 3. Sư tăng Đức Phật dạy, không nên quy kết tất cả những gì gặp phải ở hiện tại đều có gốc rễ quá khứ. Đồng thời khích lệ tu tập tinh tấn thay vì khổ hạnh, để nhổ lên sự khổ đau bằng việc phân tích nguyên nhân của nó và trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. 103. Kinh như thế nào? Kinh Ti Suốt Tâm Đề cao vai trò của vị Đạo Sư Đức Phật khuyên các tăng sĩ siêng năng truyền bá 37 yếu tố giác ngộ Để sống hạnh phúc trong cộng đồng Đức Phật khuyên không nên đào sâu sự bất đồng về quan điểm, cách hiểu, không phê phán không khen mình chê người, đề cao sự thực hành chánh pháp để trải nghiệm hạnh phúc của niết bàn. 104. Kinh làng Sa Ma. Sama Gama Suttam. Tương đương Châu Na kinh. Khẳng định tranh chấp là khổ đau, Đức Phật dạy phân tích các nguyên nhân của tranh chấp gồm phẫn nộ, sân hận, hiềm hận, não hại, tật đố, sang tham, gian manh, xảo trá, ác dục, tà kiến, cố chấp, khó thuyết phục. Đồng thời, Đức Phật dạy sáu kỹ năng sống hòa hợp và bảy phương pháp vượt qua tranh chấp, bất đồng, nhằm góp phần xây dựng gia đình, cộng đồng và quốc gia hạnh phúc. 105. Kinh Thiện Tinh Khatta Suttam. Đức Phật dạy rằng, lời tuyên bố chứng đắc trí tuệ có trường hợp là đúng với sự thật và có khi là do ngã mạn nên nói khống. Theo Đức Phật, để đạt được thắng trí, mọi người cần tu tập tâm bất động trước các cảnh, không chấp vào tính sở hữu, không để tham dục và sân hận chi phối, không ỷ lại chính mình cam kết chữa lành mũi tên khổ đau bằng sự thực tập buông xả và không hận thù. 106. Kinh Bất Động Lợi Ích. Anenja Sabbaya Suttam. Tương đương Tịnh Bất Động Đạo Kinh. Khẳng định rằng tham dục về bản chất là vô thường, trống rỗng, kéo theo hệ lụy Đức Phật hướng dẫn kỹ năng sống bất động trước cảnh trong hiện tại như sau. 1. Tâm quảng đại 2. Không chấp dính thế giới vật chất nhờ thấy rõ tính tổ hợp bốn đại của chúng. 3. Thường quán tưởng vô sở hữu xứ 4. Thực tập tâm vô sở hữu xứ 5. Thực tập buông xả và không chấp vào xã. 107. Kinh Ganaka Mogalana Ganaka Mogalana Suttam Tương đương toán số một kiền liên kinh. Con đường tâm linh kết thúc khổ đau, chứng đắc niết bàn bắt đầu bằng sự huấn luyện đạo đức, sống chánh hạnh, giữ oai nghi, sợ hãi các lỗi nhỏ, làm chủ sáu giác quan, làm chủ việc ăn uống chánh niệm và tỉnh thức trong mọi động tác. Thực tập thiền định để tháo mở các trói buộc tâm gồm tham ái, sân hận, hôn trầm thùy miên, hối quá và hoài nghi. Ai thực hành theo sự chỉ đường của Đức Phật sẽ đạt được giải thoát trong hiện đời. 108. Kinh Gopaka Mogalana Gopaka Mogalana Suttam Tương đương Cù mặt Mục Kiền Liên Kinh noi gương Đức Phật Người khai sáng con đường tỉnh thức Sau khi Đức Phật qua đời Người tu Phật Phải nương tựa vào chân lý Phật Và đạo đức Sống trong chánh hạnh Hòa thuận Giữ đủ oai nghi Thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt Học rộng Hiểu Phật Pháp nhiều biết đủ với bốn vật dụng. Thực tập thiền định, xem giáo hóa như phép màu, nỗ lực kết thúc khổ đau, chứng đắc giác ngộ. 109. Đại Kinh Mãn Nguyệt Maha Pumnama Sutang Phân tích mắc xích khổ đau, Đức Phật chỉ rõ sự dính mắc của thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, bắt đầu từ dục tham, tiếp xúc thiếu chánh niệm, đánh đồng thân và tâm là ngã. Ngài nhắc nhở người tu cần thấy rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi các đối tượng giác quan, đồng thời hãy chuyển hóa tâm ngã mạn ngủ ngầm. Thấy rõ vô thường để không chấp. Cái này của tôi, cái này là tôi, cái này chính là tự ngã của tôi. Nhờ đó vượt qua tất cả khổ đau. 110 tiểu kinh mãn nguyệt chula punama tăng nhận diện tác hại của sự bất chánh đức phật dạy kỹ năng trở thành người chân chánh sống với chánh kiến giao du người tốt suy nghĩ việc thiện nói sự thật và hữu ích hành động chân chánh có chánh tính đề cao lương tâm nghe chân lý phật Tinh tấn làm việc thiện tin sâu nhân quả và kiếp sau thích bố thí giúp người, làm tất cả việc tốt nhất với phương pháp tốt nhất có thể, trở thành người hạnh phúc và hữu dụng. 111. Kinh Bất Đoạn. Anupada sutam Nhân dịp ca ngợi Tôn giả Sariputta đạt được đại tuệ và tu thiền sâu sắc, Đức Phật dạy các cấp thiền. Một Hỷ lạc do xa lìa ái dục, hay hỷ lạc do trụ định. 3. An lạc do xả niệm hỷ. 4. Thanh tịnh do xả tất cả niệm. Đồng thời, Phật khuyên tu tập bốn thiền vô sắc giới. 5. Hư không vô biên xứ. 6. Thức vô biên xứ. 7. Vô sở hữu xứ. 8 phi tưởng, phi phi tưởng xứ và diệt thọ tưởng định. Nhờ đó, vượt qua mọi trói buộc, đạt được giác ngộ, giải thoát. 112. Kinh Sáu Thanh Tịnh Chấp Bi Tăng Tương đương thuyết trí kinh Bằng chánh trí, người tu sẽ giải thoát mình khỏi các lậu hoặc, vượt qua các chấp thủ về thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, mắt và hình thái, tai và âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với Phật xúc chạm, ý với những gì được hình dung. Vượt qua ngã mạng tùy miên, người tu trở thành bậc chân tu, chặt đứt các trói buộc tâm, tham ái, sân hận, hôn trầm, thùy miên, trạo cử hối quá, hoài nghi và giải quyết khổ đau bằng bốn sự thật thánh sống hạnh phúc và thông dong trong đời. 113. Kinh chân nhân Sapurisa Suttam Tương đương chân nhân kinh Bất luận bối cảnh giai cấp và họ tộc, bậc chân tu theo Phật Pháp sẽ đạt được an lạc, giải thoát và được sự kính trọng. Bậc chân tu không khen mình, chê người về sự nổi tiếng Bốn vật cúng dường, học pháp giỏi, giữ giới hạnh, thiểu dục và giảng đơn, khất thực nuôi mạng thanh tịnh, sống ở nghĩa địa, ngủ dưới gốc cây, hết tham sân si, chứng chính cấp thiền định, đạt được trí tuệ, giải phóng khổ đau. 114. Kinh nên hành trì, không nên hành trì. Cavi tapa Asevi Tapa Sutang Phật dạy tiêu chí đánh giá bản chất hành động trên nền tảng giá trị và tác hại. Từ đó, nên làm và không nên làm. Bất cứ hành động thân, lời nói và các ý tưởng, hoặc khi các giác quan tiếp xúc trần cảnh mà làm tăng trưởng điều bất thiện, gây tạo khổ đau như thương tổn mạng sống, lấy của không cho, ta hạnh ngoại tình nói láo, nói chia rẽ, nói thô ác, nói phù phiếm, vướng dính tham ái, giận dữ và tâm hãm hại, vân vân. Con người nên nỗ lực từ bỏ, vượt qua. Ngược lại, đối với các hành động mang lại hạnh phúc và giá trị cho đời, con người nên theo đuổi như lý tưởng sống. 115 Kinh đa giới Bahu datuka sutang tương đương đa giới kinh. Sau khi khẳng định người trí hiểu sâu về sáu giác quan, sáu đối tượng giác quan, sáu nhận thức giác quan và thuyết tương duyên, Đức Phật chỉ ra lý do người ngu dễ bị sợ hãi, thất vọng và hoạn nạn, trong khi người trí thì không. Người trí hiểu rõ là khổ, hỷ, ưu, xả, vô minh, vượt qua dục tưởng, sân tưởng Hại tưởng, thành tựu chánh kiến không phạm tội lỗi, nhất là năm tội trọng, thấy rõ vô thường và vô ngã, nhờ đó sống an vui trong đời. 116. Kinh Thôn Tiên Isigili Tam Tại núi tiên Isigili, vương xá, Đức Phật ca ngợi vị độc giác, nhờ tu chánh đạo trọn vẹn đạo đức thiên tịnh và trí tuệ nên đã dứt sạch tham ái nhổ mũi tên khổ đau và tự chứng trí tuệ đạt được giải thoát đoạn tận tái sinh